người quay trở lại kênh YouTube của Alpha Computer. Thì nhắc đến màn hình Acer, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến ngay màn hình gaming, chứ ít khi nghĩ đến màn hình văn phòng cơ bản hay là màn để làm đồ họa. Thì mới đây, Acer đã cho ra mắt một mẫu màn hình chuyên về đồ họa với tên gọi ở đây là CBL282K với mức giá hơn 9 triệu đồng. Vậy thì mẫu màn hình này sẽ có những tính năng gì của mình vào video nhé. Với dân thiết kế đồ họa chuyên nghiệp thì việc sở hữu một chiếc màn hình ưng ý từ hình ảnh sắc nét cho đến màu sắc chuẩn là điều cần thiết để có thể làm việc được. Đầu tiên thì đây là một mẫu màn hình phẳng. Đương nhiên là dân designer không bao giờ chọn màn hình cong để làm việc cả vì nó có thể ảnh hưởng đến thiết kế của họ sẽ sai lệch về tỷ lệ. Kích thước ở đây thì sẽ là 28 inch. Với kích thước này thì màn hình Acer sẽ tạo ra một không gian làm việc rộng hơn hẳn so với màn hình 27 inch, góc nhìn rộng lên đến 178 độ, rất là tiện lợi cho dân đồ họa cần nhiều không gian để sáng tạo. Đồng thời thì tấm nền IPS cùng với chất lượng đồ họa lên tới là 4K UHD sẽ giúp anh em có thể soi vào từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên thì chỉ mỗi màn 4K đương nhiên sẽ là không đủ. Không chỉ hình ảnh sắc nét mà việc màn hình cung cấp hình ảnh có độ chuẩn màu sắc cao cũng là yếu tố quyết định sự thành công của file thiết kế hay là file khi mà các bạn dựng video đó. Thì là điểm quan trọng nhất của màn hình chính là ở đây là độ bao phủ màu sắc khi đo đạc cũng đạt một con số rất là ấn tượng. Đó chính là 84% DCI-B3 tương đương với khoảng 98% sRGB, 80% Adobe RGB, 75% NTSC, độ sai lệch màu sắc cực kỳ ít, delta E nhỏ hơn 1, gần như là sẽ giống với màu gốc. Và Acer cũng đã thiết kế phần chứng nhận này ở góc trái màn hình cho các bạn thấy. Về độ sáng và độ tương phản thì độ sáng sẽ là 300 nit. Đây có thể coi là độ sáng lý tưởng trong một chiếc màn hình vì dù gì các bạn cũng sẽ chỉ sử dụng ở môi trường trong nhà, thế nên độ sáng này mình nghĩ là đủ. Độ tương phản tốt khi mà tấm nền IPS này đạt tương phản gần như là 1:1. Thế cho nên là khi mà các bạn dùng trong độ sáng cao hay là thấp nhất thì chiều sâu của hình ảnh cũng như là độ tương phản không hề giảm đi đáng kể một chút nào cả. Nghĩa là hình ảnh của các bạn dù đang sử dụng với độ sáng nào đi chăng nữa thì chất lượng cũng như là chi tiết hiển thị vẫn sẽ rõ ràng để nhìn thấy cũng như là có thể làm việc được. Tần số quét là 60Hz, hỗ trợ AMD FreeSync và thông số lên đến 10 bit màu. Với 10 bit màu thì có thể hiển thị 1,07 tỷ màu, sẽ cho khả năng mô phỏng màu sắc sát với thực tế hơn, mang đến nhiều lợi thế cho các designer. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng 10 bit màu này thì các bạn sẽ phải trang bị các đồ họa đến từ AMD hoặc là quad đồ đến từ NVIDIA hoặc là dòng RTX chuyên về đồ họa nhé. Thêm vào đó thì màn hình còn được phủ một lớp chống chói với công nghệ là Acer Blue Light, Flickerless, Acer Confine View và Low Dimming sẽ giúp bảo vệ mắt khi loại bỏ 80% ánh sáng xanh gây hại và độ chói gây mỏi mắt. Còn về thiết kế thì với khung viền kim loại cùng với tông màu là xám đen, màn hình Acer sẽ tạo cho người nhìn về vẻ ngoài cực kỳ hiện đại cũng như là sang trọng. Viền màn hình sẽ được bo hẹp sẽ giúp màn hình có thể mở rộng góc nhìn hơn. Đồng thời thì điểm nhấn sẽ nằm ở chân đế hình tròn tạo cảm giác chuyên nghiệp khi mà các bạn designer sử dụng. Đặc biệt thì phần chân đế này còn được thiết kế để có thể xoay gập linh hoạt với góc nghiêng dao động từ âm 5 độ cho đến 35 độ. Đồng thời chân đế cũng có thể nâng lên, hạ xuống hoặc là xoay một góc là 90 độ rất là dễ dàng thì sẽ giúp các bạn có thể thoải mái làm việc ở mọi góc nhìn, tránh việc ngồi lâu ở một tư thế trong nhiều giờ đồng hồ. Và cũng giống như những chiếc màn hình khác thì cổng kết nối và các phím chức năng sẽ được đặt hết ở phần đằng sau. Các bạn sẽ có là hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, cổng nguồn và một jack audio combo. Các phím chức năng thì sẽ nằm ở góc phải tùy chỉnh cài đặt và có joystick thuận tiện cho việc các bạn thao tác. Cuối cùng sẽ là chế độ bảo hành siêu xịn 3S1 của Acer, được cam kết bảo hành trong vòng 3 ngày kể cả thứ bảy chủ nhật. Đặc biệt thì các bạn sẽ được đổi một sản phẩm mới hoặc là một sản phẩm tương tự trong trường hợp máy Acer không thể hoàn thành bảo hành trong vòng 72 giờ. Thế nên là link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.